Việc tạo ma sát ở pin là việc làm nguy hiểm vì khi có ma sát, pin sẽ xảy ra hiện tượng nóng lên và gây cháy nổ. Từ đó có thể gây ra những tai nạn thương tâm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người. Mới đây một bé trai 12 tuổi đã lấy viên pin gia đình mua về dự phòng, sau đó mang ra cọ sát pin với nhau. Viên pin trên tay phát nổ khiến cháu bị thương. Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, bệnh viện mới tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 12 tuổi đến viện trong tình trạng vết thương chảy máu vùng bụng, cẳng tay hai bên. Trước đó ở nhà bệnh nhi tự chơi với hai viên pin và cọ sát pin vào nhau, sau đó thì viên pin phát nổ. Sau khi được các y bác sĩ thực hiện sơ cứu, hiện tại thì sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi tiếp tục điều trị tại khoa ngoại tổng hợp. Theo các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, vụ tai nạn trên là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi trẻ hiếu động nhưng chưa hiểu hết tường tận các nguy hại khi thực hiện hành vi. Các bác sĩ khuyến cáo gia đình có con nhỏ không để các em chơi với các loại pin cũng như vật liệu dễ gây cháy.